Chào các bạn. Hôm qua tôi nghe nói ông Khôi sẽ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội nên ngày hôm nay tôi đã liên lạc để mời Khôi đi ăn sáng cà phê đúng kiểu Hà Nội. Xin chào. Nóng quá. Vào đây, vào đây, vào đây. Bây giờ mình ăn phở trước nhá. Phở quán đi. Quán phở ngay gần nhà ông. Đồng ý luôn. Tôi đến luôn. Quán phở rất là nổi tiếng. Đó là phở Lý Quốc Sư. Tay cầu hành, một tay chín có hành. Hai bát không chính luôn. Còn đấy. Thế kia là tái đầu đấy chị. Khách quen luôn à? Khách quen. Ôi rồi. Ôi. Ra chỗ này là chỗ địa điểm địa chỉ đỏ. À, hôm nay được dẫn đến địa chỉ đỏ. Mình sang bên kia trong đây. Ok. Đây có phải lần đầu tiên ông ăn phở đấy ạ? Lần đầu tiên luôn. Mà ngay gần nhà. Đúng. Không biết. Chuồn nhà không tiêng. Quán phở đấy bao lâu rồi? Ăn ở trên phố rồi, ăn ở đây là chưa thế. Ở đây có thể lựa chọn ngồi quán phở hơi nóng tí, không có điều hòa. Hoặc ngồi cà phê, xong rồi gọi phở sang. Hà Nội hơi nóng nhỉ? Hà Nội này nóng là siêu nóng. Hà Nội siêu nóng luôn. Quá hot. Ngoài đường quá hot. Ông đừng nói tôi đòi đi bơi nhá. Có nhu cầu mà bikini. Nếu mà bây giờ mà mình không phải là đi bơi mà mình muốn tránh nóng thì đi đâu nhỉ? Theo lời yêu cầu của anh Khôi thì hôm nay chúng tôi quyết định sẽ đi lên Ba Vì. Đây là một điểm đến mà tôi thấy cũng rất phù hợp với cả dân đi mô tô. Nếu như thích đi từ thủ đô Hà Nội thì chúng ta có thể đi khoảng độ 45 km thôi, cũng không phải là nhiều lắm. Tôi thú thực là không biết trên đấy có mát hơn không. Cho nhau đi chơi mà thôi. Đúng rồi. Cho nhau đi chơi mà thôi. Hôm nay mà anh em mình mà chạy mô tô thì không khác gì sauna đâu nhỉ. Chúng tôi bắt đầu rẽ vào vườn quốc gia Ba Vì. National Park 1.5 km. Cái này là mình đang trên đường lên núi Tản Viên đấy nhá. Đúng rồi. Đấy. Không khí ở trên này không biết là có mát hơn không, bởi vì chúng tôi chưa hề mở kính. Không có vẻ như là mát hơn Hà Nội thật. Lại tưởng tượng. Không, cũng có gió mát thật đây này, mát này. Đây đây đúng không? Ông rồi. Ông đây. Rồi rồi đây, để tôi sẽ đi vào. 120.000. Đây ạ, à, em gửi. Rồi, cảm ơn em. À, có một cái thẻ xe này mình có đi được lên nhà thờ không nhỉ? Vẫn được đúng không? Tức là đường lên đấy vẫn còn đẹp đúng không? Đây là hai bên đường lên khu đền thượng và vào khu rừng quốc gia Ba Vì. Rất nhiều hoa dã quỳ, nếu đúng mùa thì là chị em yêu thích lên đây để check in. Chính là đoạn này đấy đúng không? Và vô cùng nhiều xe ô tô đỗ ở đây. Thế á? Ông có nhìn thấy mấy bạn kiểm lâm đấy con mắt hơi dò hỏi. Không biết hai ông này tự nhiên sao lại đưa nhau lên đây. Phải đứng đây. Bao nhiêu năm nay tôi không lên nhà thờ đổ. Tôi có lên đây nhưng chỉ đi xe máy lên đền thượng xong lại đi xuống. Chúng ta sẽ xem thử xem nhà thờ đổ sẽ như thế nào. À, đến lúc này thì các kỷ niệm, ký ức ùa về như là một cơn sóng rất mạnh. Đấy, nói theo đúng kiểu ông Khôi đấy. Thôi, chúng ta đi nào. Nghĩ lúc này là lúc phù hợp nhất để anh Khôi sẽ có lời tự thú ký ức ùa về như thế nào. Thời sinh viên Hoa Đỏ đã từng đi lên đây cùng với các bạn nữ cùng lớp. Hồi đấy là cũng có chụp hình sống thật chứ không phải là sống ảo. Chưa có mạng xã hội. Đấy, chỉ có mạng riêng của hai bạn trẻ thôi. À không phải à, hai đấy chứ hai rồi. Không phải hai bạn trẻ. Đấy. Không phải. Chân tướng nhà thơ đã bị phóng viên khai thác và lộ hết cả ra rồi. Không quay nữa. Tôi còn nhớ tôi có một bức ảnh thì như đứng ở đâu đó ở đây này. Dạ. Yeah. Đỡ thanh trán như thế này. Ồ. Bây giờ thì không tìm được vì hồi đó chụp ảnh máy ảnh phim. Có một điều là có một số bạn ở trong lớp mình có hơi thích ý, thì mình rất thích chụp ảnh của các bạn ấy ở đây. À. Bởi vì tâm hồn thì hơi nghệ sĩ một chút. Khi chụp ảnh các bạn vào không gian này cực kỳ đẹp. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đến nhà thờ đổ để cho Khôi nhớ về một thời xa xưa. Nhưng về bảo tồn tôi thấy rất tốt. Bởi vì hôm nay lên bất ngờ khi thấy nhà thờ đổ vẫn nguyên dáng đó.
vẫn rêu phong, chưa bị xây lại chát vữa đẹp đẽ. Nằm lọt trong đúng là rừng già luôn. Đúng rồi. Thì tôi thấy là rất ý nghĩa. Đường lên bãi xe số 1. Rồi. Tắt máy xuống xe, xuất trình giấy tờ. Đường như châu Âu luôn. Mây mù, phong cảnh cực kỳ lãng mạn. Đền Thượng đỉnh 800 ở trên núi Tản Viên ở Sơn Tây. Đấy. Mặc ở đây cũng là đền thờ Bác Hồ đúng không? Đúng rồi. Mỗi lần lại đi với một người khác nhau cho nên là có những cái cảm giác khác nhau. Đấy. Đang chưa hiểu hôm nay có cảm giác đi với Tuấn thì nó sẽ như nào đây. Xa tôi ra. Không hỏi là đền Bác Hồ đi xa hơn hay là đền Thượng đi xa hơn? Thì Bác Hồ là bao nhiêu bậc nhỉ? Ui giời. Bên này là bao nhiêu? Cho khoảng 600. Bây giờ chúng tôi đang đứng trước hai lựa chọn. Bên này là đền Thượng, bên này là đền thờ Bác Hồ. Theo lời của người bảo vệ ở đây thì đền Thượng sẽ dốc hơn, ngắn bằng một nửa. Đền thờ Bác Hồ sẽ thoải hơn, đi dễ hơn, nhưng sẽ dài hơn khoảng 1.000 bậc và đi mất độ khoảng nửa tiếng. Đường xa. Đây mà bảo dùng thoải thoải. Đây mà là thoải thoải à? Cái này nó thoải thoải lắm ngược. Rồi. Cái này dục ngược ấy. Mà hôm nay nhá, quần áo của chúng ta hoàn toàn là quần áo đi cà phê, không phải đi leo núi. Ừ. Không có ba lô, không gì hết. Đi được nửa đường thì sẽ có một cái chỗ nghỉ như thế này. Tôi thì đi lên trước, gọi với xuống, bảo ông Khôi là trên này có chỗ nghỉ. Thì ông lên đây ông hỏi khỉ ở đâu. Hóa ra là ông tưởng là trên này có khỉ. Trên này có chỗ nghỉ. Thì nghe mệt quá nghe thành trên này có khỉ. 90 cây rồi chú ơi, 9 cây rồi. Nó là tàn nát. Mà tôi tưởng đây, đứng dưới nhìn thấy con tháp này đã là đỉnh rồi. Chưa phải à? Chưa. Ở trên kia mới là đỉnh. Còn con vẫn con không? Đường lên đền. Chắc là còn xa. Lên đến nơi. Khung cảnh rất là thanh tịnh. Đi lên đây ngày hôm nay là một ý tưởng rất là hay, phải công nhận luôn. Mặc dù là lúc nãy tôi thì ôi thôi rồi của tan nát, bởi vì là leo 600 cầu thang bậc lên đây. Là lên trên này là không khí cực kỳ mát. Và hôm nay bởi vì là một ngày bình thường cho nên là ở trên này rất là vắng vẻ. Và chính cái sự vắng vẻ này nó lại cho hai ông có một cái cảm giác rất là thanh tịnh và rất là sung sướng. Nói chung là một cảm giác hoàn toàn tận hưởng. Bây giờ thì lại cảm thấy là hồi rồi. Đấy, bao nhiêu động cơ nó lại trở lại như bình thường rồi. Đấy. Tôi thì nghĩ là đi lên chúng ta có khá dễ. Ừ. Khi mà chúng ta cố lực một chút thôi nhưng đi xuống sẽ bị chùn chân. Ừ. Thế nên đi lên đền Bác Hồ trước là một ý kiến cực sáng suốt. Ừ. Bởi vì đền Bác Hồ thoải thoải hơn đúng không? Còn bên kia dốc hơn. Hôm nay chắc chúng ta cũng không kịp thời gian để đi sang đền Thượng. Tôi nghĩ là hôm nay mình đi lên trên này, mình la cà ở trên này, mình chơi, mình ngắm cảnh, mình nghe tiếng ve kêu, mình tận hưởng cái không khí mát giữa một buổi trưa hè, mình thăm bác và mình đọc được ở trên này có một cái phiên bản trống đồng rất là quý cổ, rồi có bản di chúc của bác, rồi có những cái lời nói của bác. Bây giờ là 2:15 và cả hai ông đều chưa ăn uống gì cả. Ở Sơn Tây, vùng Sơn Tây này có rất là nhiều đặc sản món ăn ngon. Bây giờ tôi lại coi như là có một gợi ý luôn. Đó là làng cổ Đường Lâm. Sau khoảng 20 phút di chuyển theo Google của ông Khôi, chúng tôi cũng đã đến được với làng cổ Đường Lâm. Đằng sau lưng tôi là cổng làng, mang tên cổng Mông Phụ của làng Đường Lâm. Cổng làng cây đa, nét đặc trưng rất riêng của làng đồng bằng Bắc Bộ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem làng của Đường Lâm có gì. Thời gian đến đây hơi muộn nên là chúng tôi quyết định là sẽ thuê một chuyến xe để đi vào trong. Anh ơi, làng cổ này có từ bao giờ? Cái này thì là có từ cách đây là như là đời ông vua Phùng Hưng. Vâng.
là 530 mấy đấy. Vâng. Còn vua Ngô Quyền thì là 937 là đánh giặc quân Nam Hán rồi. Và đằng dưới là hơn nghìn năm. Đồng bằng Bắc Bộ là bây giờ chỉ còn mỗi làng cổ du lịch Đường Lâm là duy nhất còn tồn tại, là có nhà cổ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có cổng làng, cây đa và giếng. Anh ơi, nhà cổ mà anh đang đưa bọn em đến ý, xây từ khoảng năm bao nhiêu ạ? Nhà cổ nhà ông Nguyễn Văn Hùng xây dựng là từ 1649. 1649, tức là khoảng độ 400 năm. Đó. Đây là UNESCO. Giải thưởng châu Á, Thái Bình Dương, bảo tồn di sản văn hóa 2013. Công trình cổ trong làng cổ Đường Lâm ở Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam. Và đây là nhà của cụ Nguyễn Văn Hùng, được công nhận là nhà cổ nhất làng. 400 năm chúng ta vẫn giữ được đá ông như thế này. Chưa bao giờ, đây chính là lần đầu tiên tôi được bước chân vào một tôi nhà cũng như vậy. Với niên đại là 400 năm. Cổng vào nhà rất là lãng mạn. Đây là vợ của chú Nguyễn Văn Hùng. Rất tiếc là khi chúng tôi đến thì chú Nguyễn Văn Hùng lại có việc phải đi. Nên là cho phép cháu được hỏi cô một chút. Ngôi nhà này là của đời nào để lại cho mình? Cây là cha truyền con nối là ở đây hết đời nọ đến đời kia, đến bây giờ là đời thứ 12, sang đời thằng cu là đời thứ 13. Gần nhà là cụ xây dựng năm 1649 đến bây giờ. Và đến giờ này thì có phải gỗ này hay là tất cả những cái này đều nguyên bản? Nguyên bản luôn. Từ lúc đó? Từ lúc các cụ làm nhà đến bây giờ. Mà là năm 2008 đã được bên Bộ Văn hóa và Tổ chức JICA đến đã tu sửa cho gia đình rồi. Trong suốt mười mấy đời như vậy có bao giờ gia đình mình nghĩ đến chuyện là sẽ sửa lại ngôi nhà này không? Nếu mà trước kia thì mình có nghĩ đến cũng không có để mà sửa. Vâng. Bởi vì là làm ruộng thì nó vất vả lắm, không có tiền để sửa chữa. Mình sống ở đây có chịu sức ép gì không ạ? Tức là khách du lịch đến này rồi là mình có bị ảnh hưởng trong gia đình, trong sinh hoạt gia đình khi có quá nhiều khách đến đây không ạ? Mới đầu mình chỉ có gia đình mình ở thì khách nó đến lúc ban đầu thì nó cũng hơi xáo trộn một tí. Vâng. Nhưng bây giờ thì mình làm du lịch quen rồi. Nó quen rồi. Vâng. Thì cũng không sao. Thường thì khách đến đây hay là khách quốc tế hay khách Việt Nam ạ? Cả quốc tế lẫn khách Việt Nam, nhưng năm nay Covid thì không có khách quốc tế vào. Dạ, vâng. Mà theo như chuyên gia Nhật họ về, họ nghiên cứu về cái ngôi nhà cổ ở Đường Lâm thì xung quanh tường là nó bằng cái chất liệu của cái gạch đá ong. Một cái gạch đá ong là nó cách âm, cách nhiệt tốt hơn cái gạch chín bây giờ. Kết hợp một là cái phần mái ngói, hai là cái nền đất, nền nhà trong, ba là cái tường. Ba cái nó kết hợp lại thì về vào cái mùa hè thì nó mát, mùa đông thì nó ấm. Dạ. Đây là giếng ạ? À? Đây là giếng cổ đấy. Để có cái cột mốc là năm, ví dụ như là 1933 là năm đào, năm, năm đào giếng đúng không? Đúng rồi. Cái này là cái bia từ ngày xưa luôn ạ? Bia từ ngày xưa luôn. Cái là thực ra là con rùa đúng không? Đúng rồi. Đây là biểu tượng con rùa. Con rùa. Con rùa. Để cõng cái bia, cõng cái bia. Rồi. Mỗi xóm một cái giếng. À. Để các cụ sinh hoạt. Đấy. À. Bây giờ thì là cũng có vài nhà để dùng. À. Thực ra là vẫn còn nước bình thường. Vẫn tắm bình thường nhưng bây giờ là có thêm cái nước máy. À. Và cái nước giếng khoan. À. Thì là họ sẽ không dùng ngay nữa và người ta làm cái dồi dào này để làm cái an toàn. Làng thôn hoặc là làng Mông Phụ này thì được gọi là khu vực 1, chính là khu vực trung tâm nhất của xã Đường Lâm. Và bây giờ thì đã là 6 giờ chiều rồi, cuối ngày rồi. Kết thúc một ngày nó là vừa hoành tráng mà vừa tan nát của chúng tôi. Một ngày Tuấn đưa tôi đi chơi ở rất là nắng nóng ở thủ đô và có những cảm xúc vô cùng hot tại khu vực Sơn Tây này. Chúng tôi nghĩ rằng là thôi có lẽ là chúng tôi sẽ kết thúc cái video này ở đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những video tiếp theo của chúng tôi.